xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em giới thiệu tổng bộ những cái sản phẩm hiện tại em đang có ở đây là các cái mã sản phẩm của Thông Gia Súp, lâu lắm rồi thì mới quay. Thực tế thì bận không có thời gian quay và cũng báo cáo toàn thể các bác luôn như này nhá. Hiện tại là cái chỗ mặt bằng em đang nhờ này chỉ khoảng tầm 1 tuần 2 tuần nữa là phải thu hồi rồi. Mà tất cả hàng hóa đây bây giờ đang vứt bừa đây. Đấy, chỉ ngày mai ngày kia thôi bắt đầu là tổng lực tất cả là dọn bằng sạch hết, trả lại mặt bằng cho chủ đất để chuyển đổi mục đích từ đang nhà ở sang là kinh doanh. Sau này thì em cũng sẽ có vài video ở bên này nữa quay review. Sau này thì đây sẽ thành một khu liên hiệp gồm có là ăn sáng, cà phê sân vườn và mua sắm quần áo. Đấy. Thì đây em kể qua cho các bác nhé. Ở đây em còn từng này đồ. Đây là 3 cặp vỏ Naray 30 Naray 2 bát 20 2 tép cùn 44 sử dụng họng kèn DOHC. Một cặp mẫu demo A20PS. Cặp này thì chắc là làm nốt 2 đôi nữa xong rồi nắp loa vào thì bán cho các bác giá đẹp thôi. Đây là thùng TH118XN. Đấy. Đây nữa cũng TH118XN. Đây là súp E218 hàng bãi xịn và đây là cái bản copy này. Tức là cái E218 này đánh hay đến mức là em mang nguyên con mẫu này đi lên trên xưởng copy, mang lưới đến chỗ làm lưới, mang thùng đến chỗ làm thùng copy. Và nó ra cái chất âm thì đúng phải gọi là hay không thể nào mà chê được. Khối lượng cộng hưởng là nó chỉ có vào 160 đến 165 lít thôi. Nhưng mà nó đánh rất là hay. Đấy, trên một combat. Và đây nữa là cái thùng 5202. Mẫu này là mẫu rẻ nhá các bác nhá, gỗ này, thùng này, đây là mã này là mã rẻ tiền. Nó sẽ rẻ tiền hơn cái mã đắt tiền và cái mã đắt tiền thì nó sẽ đắt tiền hơn cái mã rẻ tiền. Sao chắc thế nhỉ, không cậy ra được nhỉ. Đây. Đây là cái gỗ gọi là rẻ, hàng rẻ với các bác nào để inside cài đặt cố định thì nó ở đây. Đấy. Gỗ nó đây. Đấy, gỗ này thì gỗ rẻ, nhìn chất liệu gỗ và sơn ấy thì nó tương tự như nhau các bác nhá. Tương tự như nhau, nhưng cái gỗ hàng cao cấp này thì nó sẽ xịn hơn rất là nhiều. Cái gỗ cao cấp này. Đó, đây là cái thứ gỗ nữa. Nhìn màu thì như nhau nhưng mà thật ra chất liệu gỗ nó khác nhau, sơn nó khác nhau. Mã này thì em chỉ có bán vào giá giao đưa của bác là chỉ có vào 4.800.000 một cặp giá tại cửa hàng. Còn cặp này là phiên bản cao cấp thì nó sẽ vẫn giữ nguyên giá là 5.500.000 giá tại cửa hàng các bác nhé. 5.500.000 giá tại cửa hàng, cao cấp là 5.500.000 giá tại cửa hàng, còn trung bình rẻ thì nó sẽ vào 4.800.000 giá tại cửa hàng. Thùng này. Thì mỗi thứ hơn nhau một tí thì đây phải quay như này để các bác xem để các bác mới biết được. Thật ra giá vào thì nó cũng rẻ hơn có 300.000 đến 500.000, nhưng mà giá ra thì em phải giữ nguyên như thế này. Đấy, đây đằng sau này tức là làm gần như là giống nhau 100%, hai cái thùng làm gần như giống nhau 100%, nhưng cái chất gỗ nó khác nhau, cái độ bền của gỗ nó khác nhau. Đấy các bác nhá. Còn em nói luôn này, cái E218 xịn này em còn một chiếc, còn cái mẫu E218 bản copy này thì em còn rất là nhiều. Đây xúc mặt nhá, xúc mặt E218 bản copy còn là rất là nhiều. Thì sắp tới cái mã này thì em cũng bán xả kho thành lý cho các bác này, chỉ có là vào 5.400.000 là giá tại cửa hàng các bác nhá. 5.400.000 tại cửa hàng là thùng E218 bản copy. Còn bãi xịn này nẻ một chiếc thì thành lý cho các bác 6.000.000. Đấy, 6.000.000 bản bãi xịn. Đấy, thì trên đây này em giới thiệu qua với các bác là cái mẫu súp. Nếu như các bác hỏi tại sao đâu không nên clip các cái vỏ thùng này thì em đi setup dạo với lắp đặt suốt ngày, thi thoảng mới có cơ hội xuất hiện ở nhà và quay clip lên cho các bác thôi. Nên là những công trình đi setup dạo thì có chỗ thì được quay, có chỗ thì không được quay. Đấy, nên là cũng ít tư liệu để quay cho các bác để cho các bác xem. Và em nói luôn nhá, cái bản này là bản rẻ này thì là một thanh gỗ trống giữa, còn bản này bản cao cấp là hai thanh gỗ trống ở giữa. Đấy, nó rất là nhìn trông nó rất là đẹp, nhìn trông nó khác người. Đấy, thì trên đây các bác nào quan tâm đến cái mẫu vỏ thùng nào thì liên hệ trực tiếp với em. Đấy, các bác nhé, giá thì em đọc rồi. Còn ngoài ra thì em có nhiều sản phẩm khác thì em sẽ quay review riêng, quay review sau. Đấy. Súp TH118XN
vỏ thùng loa súc TH118XN giá bên em đang bán là 5,8 triệu một cặp các bác nhá, 5,8 triệu một cặp. Và con này nó sẽ khớp với một số cái dòng loa mà có khối lượng cộng hưởng lớn, tức là cái loại bát mà nó chỉ có 2 gân thôi ấy, thì là nó sẽ hợp với loại này. Còn cái bát 3 gân thì các bác cứ nắp vào cái mẫu thùng như này này, nó sẽ ok hơn. Như cái mẫu năm 2022 này thì là nó sử dụng 2 khoang cộng hưởng mặt trước mặt sau, nên các bác nắp bất cứ loại nào cũng có thể sơi được đấy. Còn riêng cái con TH118XN này thì nó thuộc dạng là hàng thửa, và em cũng thử rất nhiều bát rồi nhưng chưa con nào ưng ý lắm. Chắc có khi này nắp tạo cái con nào ưng ý nhất từ trước giờ nắp thôi đấy. Nó đánh nó ra một cái nhịp tần số cộng hưởng mà các bác không tưởng tượng được đâu, xuống dưới 40 Hz mà nó vẫn có chân đấy, nó vẫn có đuôi, nó thò ra nghe tiếng mềm lắm, êm lắm, chuyên dùng cho các bác làm chương trình mà yêu cầu cái độ phân giải âm thanh nó đầy đủ, khá là đầy đủ thì là các bác chơi TH118XN nó sẽ hơn. Còn với như các bác là làm biểu diễn chương trình đám cưới thì các bác sử dụng cái E218 này hoặc năm 2022 này đều được nhá, đều được đó. Riêng cái hầm của năm 2022 này, con này gần như là không kén loa, gần như không kén loa, cổ nào vào cũng được đấy. Chỉ có một vài cái mã cổ loa nó không hợp thôi, ví dụ 2241, 2042 thì nó không hợp. Và ví dụ như cái con TH118XN kia thì nó lại hợp với cái dòng 2241, 2242. Nó đánh, nó nghe nó hay lắm các bác ạ, không tưởng tượng được luôn. Trên đây là video em giới thiệu qua về các sản phẩm hiện tại em đang có sẵn nhé. Các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm gì thì alo trực tiếp cho em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.